Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review cho anh em xem về một cái tài khoản chủ ạc hay nói với mình là F2B. Nhưng mà mình sẽ review để cho anh em xem thử ạc này có phải là ạc F2B hay không. Với cái coupon cực kỳ khủng khiếp nha anh em. Đây, và cái tài khoản này thì cũng hiện đang ở 18.18 luôn. Đế chế Ottoman, sức mạnh 84 triệu và điểm tiêu diệt 7.6 tỷ. 7 tỷ 6 điểm tiêu diệt đối với một người chơi gọi là F2B không nạp hoặc nạp ít thì anh em nghĩ là anh em có thể chơi được với cái số điểm tiêu diệt khủng khiếp như thế này không nhá anh em. Cá nhân mình thì mình không thể chơi được như thế này, quá khó. Và cái điểm Q thì anh em thấy được QT5 lên tới 264 triệu QT5. Phải nói là quá khó đối với một người chơi nạp ít để có thể kiếm được cái lượng Q như thế này. 264 triệu QT5 còn cao hơn cả QT4 nữa. Như mình chơi cái ạc của mình thì cũng là 1.500 ngày rồi. Và mình đánh ở ship thấp nha anh em, gọi là cụm chết đi cho nó dễ hiểu đi. Nhưng mình cũng chỉ có được 100 triệu điểm QT5 thôi. Ở đây là giết tới 264 triệu QT5. Quá khủng. Anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ sao nếu như anh em là người chơi không nạp và nạp ít, anh em có thể kiếm được cái lượng kim như thế này không? Rồi bây giờ mình sẽ review chi tiết về cái tài khoản này để cho anh em xem. Nếu như anh em cầm cái hạt này thì anh em có thể đánh được cái lượng kim như thế này không nhá anh em. 91, sức mạnh tối đa là 91 triệu, có nghĩa là vẫn chưa thể nào mà vượt qua được cái ngưỡng 100 triệu sức mạnh như mình đã chia sẻ đối với anh em. Anh em vượt qua được cái ngưỡng 100 triệu sức mạnh nên anh em sẽ làm được cái điểm thành tựu trong đấy nữa. Ở đây chết tới 14 triệu 95 triệu, chết thì cũng bằng cái hạt của mình. Mình cũng 15 triệu, hơn 15 triệu chết rồi. VIP 17 với số ngày đăng nhập liên tục, trời ơi, cái hạt này mới đăng nhập liên tục 1.120 ngày mà cái hạt của mình đã tới 1.500 ngày rồi, có nghĩa là người ta chơi sau mình cả một năm lận anh em ạ. Chơi sau một năm bây giờ đã VIP 17 rồi và cái lượng coupon thì gấp đôi, mình hơn gấp đôi nha anh em, nếu mà tính QT5 là hơn gấp đôi. Quá kinh. F2B đây ư, lạ quá. F2B vẫn giờ này vẫn còn sử dụng ngôi nhà bánh gừng. Như mình nói rồi là đổi một cái nhà K1 để nhìn cho nó hoành tráng. Nhưng mà chủ quyết định là review là cứ phải để ngôi nhà bánh gừng. Một trong những cái ngôi nhà đã gắn liền với người chơi khá là nhiều, khá là lâu rồi. Và cái nhà này nó bút máu bộ binh. Hồi trước thì hay chơi Bakahara, thành thử là xài ngôi nhà bánh gừng. Hình như bây giờ nghiện rồi sao anh em ạ. Rồi anh em mình sẽ xem nhá. Chắc chắn là không có cái skin nhà huyền thoại nào đâu anh em ạ. Đó. Cả nhà đây, đổ nhà K1 rồi đây. Nhìn cho nó quát đấy anh em, nhìn cho nó hoành tráng thôi. Thực ra nếu mà đánh nhiều bộ quá là cũng phải chuyển sang nhà KBK1 thôi. Nhưng mà nhìn chung là lúc trước thì chơi chuyên bộ, nhưng bây giờ thì đã đổi sang kỵ và cung khá là nhiều, cho nên là vẫn sử dụng nhà KBK1 khá là ok. Không phải cây đơn ly thì mất tí công tí bộ thì cũng không ảnh hưởng gì. Đó, từ lúc qua 18 thì đã có thêm được cái skin nhà Oler, một trong những cái skin mà như mình đã giải thích trong rất là nhiều video rồi. Để kiếm được cái skin này không những là anh em nạp nhiều đi nữa mà anh em cũng phải nằm trong một cái liên minh, một cái kingdom may mắn chơi OL và có được cái skin nhà này, chứ không phải dễ là cứ nạp là anh em sẽ có được, không có đâu nhá anh em. Rồi mình sẽ xem sơ về một số cái gói nạp thử nhá. Gói pha lê mùa, gói giá trị thế nó vẫn còn nguyên thế này. Lễ đăng quang nhà vua có mua một gói đó nè. Ưu đãi đặc biệt hàng ngày chưa mua, có tài nguyên cái này không mua rồi chắc chắn. Có cung cấp, có mua game tháng không? F2B nhưng có mua game tháng nha anh em. F2B nhưng mà lại có mua gói cấp vật liệu nha. Tuy nhiên là cái game tháng với cái cấp vật liệu thì mình nghĩ là nó cũng không có ảnh hưởng gì đến cái việc là anh em có cái lượng coupon quá khủng như vậy, đúng không anh em? Đồng ý là nó game tháng với gói cấp vật liệu thì nó sẽ giúp cho anh em rất là nhiều, nhưng mà không đến nỗi là anh em sẽ nhận được cái lượng coupon khủng như thế đâu. Rồi anh em mình sẽ xem tài nguyên. Tăng tốc. Ồ. Mùa này 18 đánh kèo 1v3 nhưng mà tăng tốc vẫn còn khá nhiều anh em ạ. Vẫn chưa xài hết được tăng tốc. Trong cái đó kiếm lượng kiều khá là khủng rồi. À mình xem gear nào. Bao nhiêu món cam đây? 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22,
26, 30, 34, 35 món trang bị cam. Kinh dị. 35 món trang bị cam. À này mà kêu F2B nữa, ai tin đúng không anh em? Không thể nào là F2B được. 35 món trang bị cam như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 món có tài năng đặc biệt, như vậy là đập cũng nhiều rồi chứ. Ra talent cũng nhiều phết, nếu mà đập tầng này mà ra tới 6 món có tài năng đặc biệt, đập thẳng không tinh luyện thì hơi bị kinh đấy. Anh em có thể thấy được là gear bộ khá là nhiều, sau này thì mới build lên gear kỵ. Ở đây có một món chinh phạt, nó là cái búa chinh phạt nhé anh em. Búa Nhật Nguyệt, búa này chinh phạt nè. Gear như này thì mới có thể đánh được lên 6-7 BQ như vậy đúng không anh em. Chứ còn nếu mà gear chỉ được một độ một đạo, hai đạo gear cam thì đánh 6-7 BQ mình nghĩ khó. Cái gear nó phải thực sự rất là vượt trội. Để xem về vũ trang xem nào. Đội hình tam giác, tấn công bộ binh, phòng thủ bộ binh 2.6, cái này được nè. Công bộ nè. Ồ, ngon thế nhỉ. Được cái mấy cái minh văn cam cũng ổn phết đấy chứ. Thủ bộ 1.9 nè. Sức mạnh kỵ 2.6 nè. Và một số vũ trang màu tím thì nó cũng có minh văn sẵn cho anh em nè. Nó có cái chấm chấm nè. Là nó có minh văn rồi nè. Đây nè. Đó. Mấy cái mà có chấm chấm là nhỏ là có minh văn nè. Nó có sẵn luôn rồi anh em ạ. Này là chắc cũng có thể là mua một số gói về cái gói vũ trang này rồi đúng không anh em. Chứ làm sao mà ra được nhiều món cam thế nhỉ. Nó mới game, nó mới update mà. Thế mà bảo F2B đùa người quá trưởng. 296 tượng cam. Rồi bây giờ anh em mình sẽ xem thử có bao nhiêu con chỉ huy đây. Sức mạnh huyền thoại. Ôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 con tướng cam mát. Đây anh em sẽ có thêm Mehmet 5535, 17 tướng cam mát nhiều nha. Đó thấy chưa? À lúc trước là chơi thuần bộ khá là nhiều, vì anh em thấy được CM mát, Alert mát nè, con mát nè, con mát bây giờ bỏ luôn đâu có dùng đâu. Bakahara cặp này out meta luôn rồi, được mỗi cặp vũ leo thôi. Sau này mới lên kỵ là hạng vũ nè, Netkey nè, Doan nè. Ồ. Muốn kiếm kill nhiều thì anh em cũng phải sở hữu những cặp tướng meta hiện tại nữa. Net, Doan, hạng vũ, đó, SC, những cặp tướng meta hiện tại nữa thì anh em mới có thể kiếm kill được cái lượng như vậy, đúng không anh em? Mát nhiều tướng cam kinh. Đúng là cái ạc mà kiếm được 6-7 BQ bon nó thực sự rất là khác biệt, đúng không anh em? Khác biệt rất là nhiều. Ở đây mình thấy Quang Vũ chính có một đạo gần full cam nè. Netkey cũng một đạo gần full cam nè. Nebu cũng tương tự như vậy nè. Ủa, Chai Gian cũng chơi nguyên set bộ luôn. Hạng Vũ đánh ghi tím nè. SC như là gỡ đồ bỏ sang cho RC rồi. Đấy. À, Doan nè. Đây, xem con RC có kéo màn không. Xem kéo dữ dội không. 2 tỷ 9. 2 tỷ 9 thì kéo màn không nhiều. Như mình là kéo tới hơn 3 tỷ rồi. Nhưng mà lại cũng không nhiều đúng không anh em. Rồi mình sẽ xem thử là đánh on field đạo những đạo như thế nào đây. À, ở đây mình thấy có một đạo là Chai Gian với lại AE nhá anh em. Gear vũ trang đội hình tam giác luôn. Chai Gian AE. Một đạo thứ hai là SC Mehmet. Đạo thứ ba là Quang Vũ Leo. Đạo thứ tư là Nebuji. Đạo thứ 5 là Hạng Vũ Willy. Và đạo thứ 6 là Net Yuan. Ủa, 6 đạo. 6 đạo thì hết. Tất cả 6 đạo đều đam đỏ hết. Kinh khủng với anh em. Yanae, SC Mehmet, Vũ Leo, Nebu Di, Hạng Vũ Willy, Net Yuan. Ôi. À, một mid chop, bút, tanh. À, hai đạo bộ SC Quang Vũ,
một đạo cung Nebuji và một đạo kỵ là hạng vũ William và Ned Yuan. Đúng là phải tầm cỡ này thì mới đánh được 6-7 BQ, chứ còn đánh mấy đạo lên phà lên phèn 3K rồi các thứ không thể nào mà được 6-7 BQ đúng không anh em. Nhưng mà mình tin chắc là ngạc này nạp nhiều chứ không phải là chỉ nạp ít ít hoặc là FIB thì không thể nào mà đạt được cái tốc độ tướng với gear như thế này. Anh em có thể thấy được 6 đạo đều có gần như là trang bị cam hết, gear cam hết. Đó. Chỉ có một đạo hạng vũ là nó có 4 món tím thôi, nhưng những đạo khác là gần như là full cam hết rồi. Quá là kinh khủng. Rồi, review cho anh em xem về một cái tài khoản mà chủ ạc nói là FIB. Anh em nghĩ sao? Ạc này nạp nhiều hay ít và có phải là FIB hay không? Để có thể kiếm được cái lượng kill bond khủng như thế này, 84 triệu hôm ca ngày chơi game và điểm tiêu diệt là 7B6 y như là boss luôn anh em ạ. Ok, video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.